Xin chào toàn thể anh em VK, nhất là những anh em VK chuyên chơi dòng xe hai thì ha. Đây là chiếc Nova Dash 125 Khánh mới dọn cho khách. Đây, mới dọn full, làm full máy luôn, dọn zin. Máy thì làm zin nhưng mà mạnh hơn zin chút xíu thôi nha anh em. Đây. Full máy từ dàn áo dàn chân làm full mới hết anh em. Nova Dash 125. Đây thì anh em, nhiều anh em cứ hỏi cục máy, làm cục máy vậy thì máy có nhẹ nổ không, ga thì có nhuyễn không, lên ga có lực không, hay là kéo bị ì. Thì Khánh test nhẹ cho anh em coi cục máy Khánh mới làm cho khách này ha. Đây mình bật chìa khóa lên nha anh em. Đây mình gạt cái đóng ra, rồi mình đạp thôi, ga mình khỏi cần giữ anh em ha. Đó, một phát một nha anh em, không cần phải đạp phát thứ hai đâu anh em ơi. Đây, máy mình làm đúng thì rất là nhẹ nổ, gian thi bao nhuyễn cho anh em luôn. Đây. Rồi anh em hỏi thử là máy này làm có lực không anh Khánh? Lực thì không, cho Khánh test nhẹ cho anh em coi một phát ra thôi, anh em đủ thử ha. Máy mình chỉ có lên da chút xíu thôi mà nó đã như vậy rồi, quá lực cho anh em ha. Chút nhẹ là có anh em ha. Anh em nào mà muốn dọn xe đẹp như vậy, máy lực như vậy, nhẹ nổ, gan ti nhuyễn, ga thì rất là thích nha anh em. Ai thì phải nổ điện ha, giòn mạnh, đúng ý nghĩa là bấm là bay anh em. Anh em cứ liên hệ số điện thoại của Khánh ha, 0389910535, hoặc là tới ngay tìm chiếc xe Khánh ha, 462-15 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Đây, xe Nova Dash 125 mới dọn. Gian ti thì nhuyễn, đạp thì nhẹ nổ. Quá đẹp nha anh em. Máy quá dữ. Giờ xong rồi mình giao cho chủ xe nè ha.